hello đây là kênh bộ trí vui được phát sóng từ nước cộng hòa liên bang đức bộ trí vui lại xin thân ái chào các bạn chúc các bạn một ngày bình an mạnh khỏe hạnh phúc mình hôm rồi mình có nói về chương trình mà grab à, của ban thúa riêng nghề nữa các bạn thì các bạn xem lại mình để lại cái đường link của cái video mình nói đó thì trong đó các bạn mở tới phút thứ 11 trở đi á Trong đó là các bạn sẽ thấy Cái địa chỉ đường link Của chương trình này Thì các bạn có thể Tra cái đường link đó ha Mình đã Tại vì là cái bạn mà gửi cho mình á Là bạn ấy gửi qua Instagram Thì mình đã copy lại Rồi mình đưa vô Youtube thì không được các bạn Có thể là kỹ thuật mình không biết Mình đưa vô không được Thì bây giờ các bạn xem lại mình để lại đường link của video đó dưới thì ở trong đó nó có địa chỉ của đường link đó, thì các bạn à, tự bấm vào những cái mã số của nó ha những cái à, các bạn mình nghĩ các bạn thành công nghệ hơn mình các bạn biết phải làm thế nào ha thì các bạn sẽ đọc được tất cả những thông tin về à, cái chương trình đó bằng tiếng việt bây giờ ở đây thì có một bạn là mình đã nhờ bạn ấy à, xem cái đường link đó và chụp lại gửi cho mình nội dung của chương trình đó thì bạn ấy có, có gửi cho mình nội dung chính còn các bạn muốn xem tất cả toàn bộ thì các bạn phải mở cái đường link đó như mình nói vừa rồi ha thì mình sẽ đọc lại những nội dung chính mà bạn ấy gửi qua cho mình thì mình cũng xin thay mặt các bạn mà theo dõi mình cảm ơn bạn ấy đã chịu khó tìm tòi rồi gửi những thông tin này qua cho mình cũng như là các bạn trước đó uh, cũng đã gửi uh, cái chương trình đó cho mình cảm ơn cả hai bạn đã giúp ích cộng đồng uh, thông qua cái kênh của mình ha tại vì mình cũng xin nói với các bạn là nếu các bạn nào biết biết những thông tin về về những chương trình đào tạo nghề du học nghề hay là uh, qua đức uh, làm việc theo những chương trình của chính phủ đức á uh, thì các bạn cứ gửi qua cho mình bởi vì các bạn không có một cái kênh ở trên youtube còn mình thì có, nhiều khi các bạn là à, cũng ngại là à, chia sẻ, sợ người ta ném đá hay gì đó. Còn mình không sợ. <laughs> mình biết cái gì, mình nghĩ cái gì là mình làm tốt cho cộng đồng thì mình cứ làm. Còn à, ai ném đá là chuyện của người ta. <laughs> Còn chuyện của mình, mình làm tốt thì mình cứ làm ha. À, thì mình à, đọc lại nội dung của chương trình này. Thì những cái chương trình này á nó giống như chương trình AHK Việt Nam cũng như là <laughs> chương trình AHK Việt Nam thì họ giới hạn trong ba ngành nghề là điện về điện cơ điện rồi nhà hàng khách sạn rồi ngành gì nữa mình quên rồi thì các bạn xem lại ha nhưng mà AHK Việt Nam thì tạm thời là người ta à, công nghệ thông tin là Việt Nam ta làm về ba lĩnh vực đó nhưng mà theo như bạn uh, kia nói với mình á, là tạm thời người ta hết cái quỹ rồi người ta phải chờ cái quỹ mới Người ta mới có tiền người ta làm tiếp còn chương trình của ban Thuringer này á, thì uh, mình sẽ đọc để các bạn biết người ta lấy cái nguồn uh, quỹ từ đâu để người ta hỗ trợ các bạn ha thì nếu chúng ta đi được theo những chương trình này thì bạn dẫn Anh cách đây 4 năm cũng đã đi theo chương trình này của ban Thuringer bán thu đình nghe đó tiếng Đức gọi là bán thu đình nghe đó thì bạn đã đi theo chương trình này bạn đã học thành công cho nên là có thể là qua cái việc đó mà người ta mở rộng chương trình này thêm 130 ngành nghề tại Đức ha thì các bạn nào đã có bằng nghề rồi đã ra đi làm 2 năm rồi mà có khai thuế tức là tại sao người ta yêu cầu khai thuế khai thuế là chứng minh rằng bạn có đầy đủ hoặc là giấy tờ chứng minh rằng bạn đã đi làm cái nghề đó hai năm à, thì những bạn nào đã ra đi làm rồi à, theo đúng tiêu chuẩn là có hai năm có bằng nghề có hai năm thì bạn sẽ được à, người ta hỗ trợ qua đức làm việc ha tức là thay vì bạn phải học tiếng đức rồi các công ty tư vấn tìm hợp đồng à, làm việc cho bạn hoặc là hợp đồng du học nghề cho bạn thì các công ty tư vấn sẽ Lấy cái phí là khoảng tầm 200 triệu Mà nhiều công ty họ làm không có lương tâm Họ còn lừa các bạn lấy tiền mà không đưa các bạn đi được Thì rất là đau khổ cho các bạn Nếu mà gặp xui xẻo gặp những công ty này Còn nếu các bạn đủ điều kiện của chương trình này Bạn đi theo chương trình này Thì bạn sẽ không mất cái phí 200 triệu đó Tiết kiệm được rất là nhiều Mà còn an toàn Vì đây là chương trình của ban Thú Linh Ngàn là chương trình có thể nói là của uh, chính quyền là chính quyền uh, chính quyền đức thì người ta sẽ không có sự lừa đảo ha nhưng mà cái quan trọng là các bạn phải tìm đúng ngay cái chương trình chứ không phải là sẽ có những uh, cái công ty hoặc là những cái cá nhân nào đó họ mạo danh họ là chương trình rồi bạn tìm không đúng á bạn sẽ bị mất tiền nữa đó ha ở các bạn biết rồi bây giờ trên mạng thì Tới công an người ta còn giả được mà nói gì những cái chương trình này ha các bạn ha. Công an người ta còn giả mạo được công an, giả mạo ngân hàng, giả, giả mạo cả quỹ ban nhân dân. Họ giả mạo đủ thứ hết á. Cho nên là có chương trình nhưng mà các bạn phải tỉnh táo, tìm hiểu cho thật kỹ. Phải gặp đúng cái người phụ trách ha. Chứ đừng nghe người này nghe người kia đồn. Nói nó nói rồi bạn đi qua trung gian trung gian. Những cái trung gian đó người ta... Uh, cũng không chịu trách nhiệm được mà bạn hãy đến trực tiếp ngay chương trình này ha. Có đường link có địa chỉ cụ thể hết rồi, bạn hãy đến trực tiếp, không qua trung gian nào hết nha các bạn. Để bạn uh, đi được đúng mục tiêu, đúng mục đích. Thì như mình nói vừa rồi là các bạn nào có bằng nghề rồi đã đi làm, còn những bạn nào chưa có bằng nghề, chưa đi làm mà có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học thì bạn sẽ đi theo cũng sự tài trợ của chương trình này đi theo Uh, như là bạn Doãn anh đã từng đi là qua đức du học nghề uh, thì qua đức du học nghề thì cũng là vững chắc tốt cho bạn nhất là các bạn vừa tốt nghiệp phổ thông trung học uh, mà không có tiền tức là các bạn uh, gặp khó khăn về tài chính thì đi theo những chương trình này giống như, như là Doãn anh đã đi là không tốn một đồng nào dường như chỉ tốn tiền vé máy bay hay là tiền visa cũng là tốn rất có nếu có tốn chi phí cũng rất là ít mà nó thật sự là an toàn nó thì nếu mà tốn chi phí ít thì nếu mà khó khăn quá thì các bạn cũng thể mạnh dạng vay được một chút rồi qua đây đi học nghề, chịu khó tiết kiệm để trả lại cái tiền đó ha, vài chục triệu. À, thì mình nghĩ là khả năng làm được chứ còn 200 triệu mà vay mượn rồi lãi mẹ lạ để lãi con mà nếu mà lỡ bị lừa nữa thì là chết chắc. <laughs> thì các bạn phải chú ý là đừng để bị lừa ha, mình đã nói rồi đó. Bây giờ mình đọc. <laughs> mình đọc uh, cái nội dung mà bạn ấy gửi cho mình ha các bạn mà lên đường link thì các bạn thấy hết ha dự án grab kết nối học viên học nghề và lao động có kỹ năng với doanh nghiệp bang thú đi nghe uh, dịch ra tiếng việt thì họ ghi là thú gia ha chứ họ nói nghe nó thì nghe nó <laughs> không đúng với văn phòng việt nam cho nên họ dùng thú gia Dự án Grab là dự án thí điểm được thực thi bởi Phòng Thủ Công nghiệp thành phố Edford Và được tài trợ bởi Quỹ Xã hội Trung Âu Châu Đấy, Bây giờ là cái quỹ của khối Âu Châu ha tài trợ cho chương trình này Cho nên là các bạn yên tâm là họ lấy tiền đâu ra đó ha Các công ty tư vấn thì họ lấy tiền của các bạn Còn cái chương trình này là được quỹ tài trợ của Xã hội Trung Âu Châu ha Mục tiêu của dự án là tuyển dụng và kết nối học viên, học nghề cũng như là lao động có kỹ năng từ các nước Việt Nam, Georgia, Cộng hòa Moldova và Kazakhstan đến các doanh nghiệp thủ công nghiệp tại bang Thuringia. <laughs> Thì họ chỉ tuyển bốn nước thôi mà, trong đó đầu tiên là Việt Nam nè, hậu tiên Việt Nam nè ha. Georgia, Cộng hòa Moldova và Kazakhstan ba nước còn lại là thuộc khối Âu Châu thuộc Âu Châu ha, không phải thuộc khối Âu Châu mà thuộc Âu Châu chỉ có riêng nước Việt Nam mình là Á Châu là người ta tuyển mà người ta ưu tiên nước Việt Nam mình ha à, bây giờ mình giải thích luôn chút xíu là tại sao ưu tiên bởi vì là người Việt mình á, ngày xưa là như mình là khối lao động mình cũng đã đến ban thủ linh nghề mình lao động ở ban thủ linh nghề nha các bạn cái ban này là ban mà ngày xưa mình đã đến mình lao động ha rồi á, là vừa rồi như chương trình mà họ hỗ trợ cho bạn Dũng anh á, thì là cũng là người Việt Nam qua đó họ thấy là người Việt Nam là thành công trong cái việc du học nghề cũng như là ngày xưa bọn mình đi lao động bọn mình rất là siêng năng chấp hành kỷ luật của nhà máy cho nên là người ta thấy rằng là uh, cái tính cách của người Việt Nam phù hợp với cái thị trường lao động của họ cho nên là họ muốn ưu tiên là người Việt Nam là hàng đầu ha uh, cái này là cái uh, điểm thuận lợi rất cơ bản thì các bạn đừng nếu mà đi được chương trình này các bạn hãy cố gắng là uh, làm cho thật tốt ha, đừng có làm cho người ta mất lòng tin vào tính cách người Việt Nam nha các bạn. Rồi ngành nghề và điều kiện, ngành nghề và điều kiện các ngành tuyển sinh. Ở Đức có hơn 130 ngành thủ công nghiệp, ví dụ như là điện, cơ khí, mộc hàng kỹ thuật, giặt là công nghiệp, giặt là công nghiệp là cái gì các bạn? tức là các cái uh, nơi cơ sở giặt là nó là người ta không phải giặt tay, <laughs> người ta giặt máy và người ta làm rất là chuyên nghiệp. quần áo bỏ vô rồi tự động mình đứng mình móc lên xào đồ giặt xong móc lên xào. ở gần chỗ mình cũng có một cái nhà máy đó, nhưng mà mình không có được nhận giờ làm ở đó mà người Đức họ đã làm họ kể cho mình nghe ha là giặt công nghiệp đó rất là các cái nhà hàng khách sạn là họ lớn họ phải có sự giặt công nghiệp thì mới là đáp ứng được cái nhu cầu giặt ra giường rồi đủ thứ của họ ha đó là cái ngành mà giặt là công nghiệp ha có máy là luôn đút vô có máy cuộn qua là ha là các bạn chắc là mới nghe cho nên là mình mới giải thích các bạn là cái ngành đó là ngành gì ha giặt là công nghiệp Nhân viên bán hàng thực phẩm đó là nghề mà bạn uh, dẫn Anh đã được học ha. Thợ làm bánh, vân vân. Tức là họ có 130 nghề để mà các bạn qua làm việc và học tập. Các vị trí tuyển dụng và thông tin về công ty tuyển dụng được thông báo cập nhật qua email. Ha, thì uh, <laughs> cái uh, mình để cái đường link video trước mình làm là mình đã nói các bạn là có địa chỉ. Uh, thông tin về đường link và mail của họ ha. Đối tượng tuyển sinh. Cư trú tại Việt Nam và có mong muốn được học tập và làm việc tại bang Thủ Linh Gia. Như là bạn đủ điều kiện ha. Đối với các bạn học viên học nghề, mình coi Bạn muốn học nghề trong các ngành thủ công nghiệp tại bang Thủ Linh Gia. Bạn đã có bằng cấp nghề được nhà nước công nhận và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ khí, công nghệ, ô tô, hàng. Rồi, mình... Bạn chờ chút. Tại vì cái thông tin bạn gửi cho mình nó... Bạn ấy chỉ gửi cho mình được có hai trang thôi thì mình uh, uh, cố trích ra được cái phần nào quan trọng nhất. Rồi đó tự học nghề á là các bạn thấy là uh, như mình vừa đọc đó là ở Việt Nam ha. Rồi còn cái này tốt nghiệp bằng cao đẳng trong các ngành thủ công nghiệp, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đã học ít nhất là 2 năm, tiếng Đức tối thiểu bằng A2. dự án hoàn toàn không thu phí tham gia dự dự án. Phí tìm chỗ học nghề hoặc phí tìm việc cũng như là các dịch vụ hỗ trợ sau này. Tức là dự án này cách nay 4 năm là họ chỉ là như bạn giống anh đó, là họ chỉ tài trợ cho du học nghề thôi. Thì bây giờ cái luật nhập cư mới mà mình để lại mình để lại cái đường link ở dưới một lần nữa là từ tháng 11 á, là luật nhập cư mới ở đức á, là các bạn có nghề đã đi ra đi làm 2 năm uh, có bằng tiếng đức A2 trở lên uh, tốt nhất là B1 thì các bạn cũng được phép qua đức làm việc thì qua cái luật đó thì dự án này người ta mở rộng ra trước trước là chỉ cho qua du học nghề như bạn Tuấn Anh thôi còn bây giờ là uh, luật mới thì người ta dựa vào cái luật mới đó rồi sự hỗ trợ của quỹ xã hội âu châu người ta làm cái chương trình này là cả học nghề và cả qua đức làm việc lao động theo diện tài nghề nha các bạn và cái ưu điểm của cái cái dự án này cái chương trình này là bạn không tốn nhiều phí ha ở dưới đây họ nói về phí thứ hai là các bạn đã qua đức mà học nghề cũng như là làm việc thì sau 5 năm các bạn được định cư diễn diễn ha hoặc là vào quốc tịch theo như nguyện vọng của các bạn ha bây giờ mình đọc tiếp là uh, mình đọc lại là dự án hoàn toàn không thu phí nha các bạn không thu phí tham gia dự án cũng như là phí tìm chỗ học nghề tức là họ, họ chia ra làm hai là nếu bạn chưa có bằng nghề thì sẽ, họ sẽ tìm chỗ học nghề hoặc phí tìm việc cũng như là các dịch vụ hỗ trợ sau này hoặc là phí tìm việc nghĩa là họ sẽ tìm hợp đồng cho bạn À, chính thì mình nói là cái này bạn tiết kiệm được 200 triệu á và các dịch vụ hỗ trợ sau này là cái gì cũng như là các dịch vụ hỗ trợ sau này là họ chẳng hạn họ hỗ trợ cho các bạn là tìm nhà ở uh, nơi cư trú rồi ha à, tức là sự hỗ trợ về sau hoặc là chuyển đổi cái chỗ làm gì đó nếu như bạn chỗ đó nó không thích hợp cho bạn khi tham gia dự án bạn nên dự trù một số khoản phí như sau <laughs> bạn dự trù nha học tiếng Đức tại Việt Nam đến trình độ B1. Thứ hai là lệ phí xin visa vé máy bay sang Đức. Thứ ba là bảo hiểm du lịch cho chuyến bay sang Đức. Thì mình chỉ đọc được những cái gì bạn ấy gửi cho mình thôi ha. Còn các bạn nên vào đường link đó tìm thêm ha. Chi phí dịch thực hồ sơ, công chứng hồ sơ để được tư vấn và ứng dụng vào dự án bạn vui lòng điền vào mẫu đăng ký dưới đây tư vấn viên dự án sẽ chủ động liên hệ và sắp xếp buổi tư vấn cho bạn thì bạn ấy không có gửi mình cái mẫu thì các bạn cứ vào đường link mà tìm ha vào mail của họ tìm ha bây giờ bạn ấy gửi cho mình tiếp là lộ trình dự án là giai đoạn chuẩn bị tại việt nam một là giai đoạn chuẩn bị tại việt nam liên hệ trực tiếp dự án Grab để được tư vấn và hoàn thiện hồ sơ đối với người đã có trình độ tiếng Đức B1. Đó, nếu bạn đã có trình độ tiếng Đức B1 thì bạn liên hệ trực tiếp với dự án đi ha để được tư vấn và hoàn thiện hồ sơ. Phỏng vấn sơ tuyển với chuyên viên dự án Grab là B ha, A là liên hệ trực tiếp, B là phỏng vấn sơ tuyển. C là phỏng vấn với doanh nghiệp. D là nộp đơn xin công nhận văn bằng đối với lao động đã qua đào tạo ha đó uh, e là nộp đơn xin visa còn giai đoạn 2 là giai đoạn họ nhập tại đức thì bạn ấy không có gửi qua cho mình ha? thì các bạn mở vào mà xem ha rồi đó là những thông tin bạn ấy gửi qua cho mình mình chỉ uh, được những thông tin như thế thôi mình uh, đây còn thêm này nữa hỗ sự hỗ trợ của dự án những hoạt động hỗ trợ và tư vấn của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí, bao gồm nè kết nối doanh nghiệp thủ công nghiệp tại phía Bắc và miền Trung, bang Thua Rinh Gia. Phối hợp tổ chức phỏng vấn giữa doanh nghiệp và học viên lao động. Hỗ trợ và hướng dẫn hoàn thành hồ sơ xin visa. Nếu như mà bạn có đủ điều kiện đó, tham gia đó mà đã họ đã hỗ trợ xin visa thì mình nghĩ chắc chắn bạn sẽ được visa ha khi họ đã đứng ra xin visa hỗ trợ cho bạn á thì là lãnh sự quán đức là họ rất tin tưởng ha khi mà bạn đã qua được cái dòng phỏng vấn kiểm tra của cái nơi này ha rồi là mình được chỉ định nhận được bạn ấy gửi mình dài cái nội dung chính thôi còn uh, những nội dung khác các bạn vào đường link mà xem mình đã copy đường link từ instagram nhưng mà không được thì mình chịu thua <laughs> chịu thua các bạn uh, thì đó như mình nói mình để lại đường link thì trong video mà mình nói về cái chương trình này đã có cái uh, địa chỉ đường link đó các bạn bấm bấm vào ha rồi nếu các bạn còn thắc mắc gì hoặc các bạn có những thông tin mới gì về chương trình này thì cứ gửi qua cho mình. Mình sẽ thông báo cho mọi người biết ngay. Thì một lần nữa mình cũng xin cảm ơn hai bạn đã gửi những thông tin quý báo này để giúp cho mọi người có cái định hướng là qua Đức học tập cũng như qua Đức làm việc rồi định cư. Giúp cho tương lai các bạn phát triển tại Đức ha hoặc là nếu những bạn nào như mình đã nói là nếu như nếu những bạn nào muốn trải nghiệm thì bạn cũng có điều kiện để qua đức trải nghiệm ha rồi sau đó chúng ta quyết định sao mình tạm biệt các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình mong là các bạn sẽ like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem để biết mọi thông tin nhất là các bạn phụ huynh cũng như là các em học sinh còn đang tìm cái hướng tương lai cho mình nếu mà nhìn thấy cái chương trình này thì có thể là mình sẽ định hướng nên có qua đức hay không ha và các bạn đăng ký kênh cho mình thì mình rất là vui ha à, giúp cái kênh này phát triển mình giúp cái kênh này phát triển thì để các bạn à, trẻ ở việt nam có nhiều cái cơ hội lựa chọn ha qua đức à, học tập làm việc chisavision tạm biệt các bạn hẹn gặp lại ở video sau